Chào cả nhà, xin chào cả nhà. Ban nãy mình ban chiều mình ủ một cái đấy bằng men tự nhiên đấy, bây giờ nó nở nở gấp đôi còn dễ che rồi cả nhà nhá. Ủ này, mọi người thấy không? Dễ che này, đấy, dễ che này, đấy. Dễ che này. Đấy, bây giờ bắt đầu mình trộn nhé cả nhà nhé. Mình cho nguyên liệu và mình trộn, trộn mình lèo luôn. Máy khỏe luôn mà. Bây giờ mình cho nguyên liệu và mình trộn mình lèo. Trứng này. Tăng dâm bây giờ là bột này, đường sữa trứng này. Đây chỗ này khoảng 2 cân đấy mọi người, 2 cân bột cũng hợp đấy. Các bạn xem là khoảng bao nhiêu phút đặt bột nhé. Tạm thời đấy. Đấy, và bây giờ mình bắt đầu sẽ ít thôi, sẽ xuống nhỏ thôi. Đấy. Thử su. Để cho mọi người chưa sắp tin thôi. Hôm nay mình rất là thích men tự nhiên này, có hộp men tự nhiên này văng chiều mình cho ăn này, thấy một vùng tiếng nổi lên, lỗ to thế đấy, lỗ rất là to. Mình có thể xem này, đây là mình mới bật ở cái tốc độ 1 thôi, và bây giờ mình sẽ tăng cái tốc độ lên cho nó nhanh hơn, bắt đầu mình có phần cối đấy. Trên màn hình mình thể hiện là 2 phút là đã tạo hình khối rồi mọi người nhé. Mọi người thấy không? Hình khối này. Đó. Đấy, hình khối. Thank you.
thứ ba, gột khá là mịn đấy, gột cực kỳ mịn luôn. Thank you.
để không bị chết men đi thì mọi người cho muối vào sau, thường là cho muối vào cùng với cả bơ ấy, cả nhà đấy. Máy êm lắm chị Kim ơi. Con này đây em đang chạy 2 kg hỗn hợp bột đây chị ạ. 2 kg hỗn hợp và mới được rồi. Bây giờ là chuẩn bị sang phút thứ 10, em nghĩ là 10 phút là được, và sau đó thì em cho bơ vào là vừa chị ạ. Bột mịn lắm cả nhà ơi, 10 phút mà mịn cực luôn ý. Hôm sau em thử test xem là 8 phút đã mịn rộng rồi. Mịn này cả nhà ơi, mịn này, mịn lắm rồi. Mai là mùng 1 nên là em, thứ hai là sáng em men lớn quá, nhiều quá nên là em bảo là thôi làm mẻ bánh để mai thắp hương. Mịn lắm mọi người ơi, quá là mịn luôn này. Mịn này, wow. Mà 10 phút nhá, mọi người có thể thấy là em đánh nhá, tốc độ chỉ cần lên tốc độ 4 thôi mà đã rất là mịn rồi. Một hai phút đầu em trộn tốc độ 1 này, một sau đó em mới ấy, mịn quá cả nhà ơi, mịn này. Đấy, mà em làm lèo nhá, bây giờ em cho bơ và không sợ tách bơ đâu cả nhà. Mịn đó, mịn đó, đấy, mịn đó. Đấy, bây giờ em cho bơ vào nhá. Ủa, nhìn khổ bột thích thật sự luôn. Ôi, khổ bột mướt này cả nhà ơi. Mướt này, 10 phút. Đánh một cân bố cô 10 phút này. Đấy. 10 phút cả nhà. Đấy, ủa, thích thật sự. Em nghĩ là, bởi vì là em thấy là khoảng mấy phút rồi đã quấy mất thành khối rồi. Cho nên chỉ cần cho khoảng, hôm sau em thử 8 phút thôi. Em cố gắng test nhiều công thức để em đưa ra cái bộ công thức chuẩn cho khách hàng nhá. Đấy, về sau là mọi người cứ làm theo cái form đấy thôi. Những cái bộ mà kiểu thời gian dùng máy ấy. Tại vì là em cũng muốn hiểu về máy hơn, thì sau đó thì sẽ tính thủ đồng hành từ khách hàng ấy. Đấy, bây giờ em cho bơ vào nha. Đấy. Bơ vào muối ạ. Đúng 10 phút để xem sau khi cho bơ khoảng bao nhiêu phút rồi sẽ ra được bột nhé. Từ lúc cho bơ vào là được 1 phút rưỡi ạ. Chắc là 5 phút là đạt ạ. Thank you.
ố lắp tốc độ cho phép của trộn ấy, trộn đây là 2 cân đường hỗn hợp, em làm 3 cái bánh dưới. Bánh nhà mình làm thì mình cũng không cần phải cho chất phụ gia cả, là mình ăn mà. Dương ơi, mẫu này 6 triệu Dương ạ. Đào Dương ạ, mẫu này là 6 triệu đúng không? Thế là mẫu này là 10 lít, 2.000 watt, thương hiệu vô lên mắt. Cái này khách của chị kinh doanh mua lại cũng nhiều mà. Mua thêm với họ mở, mang họ mua thêm. Gần 4 phút rồi, em nghĩ là khoảng 4-5 phút là sẽ đạt. Thửa sư của Shopee à. Thửa sư cho mọi người xem cái thành khác luôn. Thành quả 15 phút mọi người. Làm 3 cái bánh mang gửi về quê. Một, 2 cái và 1 cái mình có hương ấy. Xem khả năng nhé. Em tặng cái tên thích thật. Tên là bao nhiêu người nóng thế người này thì đang quạt tao thấy cả một hồi ba hai ba
2 cân 60 cả nhà, 2 cân 06. Thôi là cỡ chút nữa mình sẽ gửi cái hàng của mình đi rồi xem. Đấy, 2 cân 55. 15 phút thôi, 15 phút là xong. Xong rồi tương đối 1 cân 1 khô rồi nhỉ. Khá là ổn đấy ạ. Mọi người ạ, em xin dừng livestream đây ạ. Chào cả nhà.